Hello and welcome to this week's editions of Culture Mosaic, our weekly journal that gives you the latest updates on the Vietnamese cultural and entertainment scenes. Starting us off this week is a journey through time, back to the resistance period with vibrant propaganda posters. Then in our On the Mic is a chat with the star of the latest experimental Tuồng performance that surprised the audience with electronic music infusion. And the last segment, Connecting Cultures, introduces us to international friends. Each expresses their love for Vietnam in their own special way. All that and more in this week's Culture Mosaic. Propaganda posters unveil rich tapestry of Vietnamese history and culture. Tu Hoang, young artist, reinterprets Tuồng with electronic music infusion. International friends who love Vietnam like a native. On August 10th, the special art program Wishing for Peace, the immortal epic, was held in Guangxi province, paying tribute to the national's heroic martyrs and revolutionaries. The program honored the courageous martyrs and revolutionaries who sacrificed their lives for Vietnam's liberation and sovereignty. It also highlighted their steadfast struggle and the ongoing commitment of current generations to build and develop the nation with pride and a forward-looking vision. The 2024 Nha Trang International Bay of Light Festival concluded on August 3rd in Khánh Hòa. The closing ceremony showcased spectacular drone light shows performed by teams from the UAE and France. Now, alongside a vibrant art program featuring popular Vietnamese singers. At the festival, Khánh Hòa province made history by setting two Guinness World Records for the largest light show on the world's wonders and the largest light show featuring the Vietnamese mythical national bird, the Lạc Bird. The world's leading online travel platform TripAdvisor has announced the 2024 Traveler's Choice Awards. In the Nature and Outdoor Activities category, the Ningbing Tour by Boat and Bicycle ranks third among the top 25 best experiences in the world. Now, according to TripAdvisor, visitors can visit Ningbing to experience boat trips at Tràng An Tam Cốc, a UNESCO World Heritage Site. Hiking or cycling around the heritage area is also recommended, and breathtaking scenery and picturesque villages are not to be missed. In the first 7 months of the year, Ningbing has attracted over 6.5 million visitors, up more than 33% over the same period last year, achieving nearly 87% of the annual plan. The Ministry of Culture, Sports and Tourism has recognized Pho Nam Định, or Nam Định beef noodle soup, and Mì Quảng, or Quảng noodles, as National Intangible Cultural Heritage. Mì Quảng, a dish from Quảng Nam, has been enjoyed since the 14th century, known for its fresh ingredients and distinctive flavor. Nam Định's beef noodle soup is celebrated for its unique small, soft noodles and carefully selected spices, setting it apart from other regional variations. The both dishes reflect the rich culinary traditions of their respective regions. Did you know that there is life in every colorful posters you see on Vietnam's streets? Because only by conveying motivational stories of everyday life can these propaganda posters win the hearts and minds of Vietnamese people during the times of resistance. To this day, these vibrant works of art continue to tell the rich story of Vietnam's history and culture, from the Điện Biên Phủ victory and Hanoi Liberation Day to pottery making craft. Now, in this week's Culture and Lifestyle segment, we'll journey through time to discover these powerful artworks with artist Trần Duy Trúc, who dedicated over 60 years to this art form. We'll also explore how a new generation of artists breathes fresh life into this traditional medium. Các câu chuyện về lịch sử, các trận chiến của ngày xưa, các anh hùng dân tộc ta đưa lên là đấy là văn hóa.
một cái tranh tốt là một cái tranh chính sách thay mặt của nhà nước để người ta nhìn vào người biết ngay là người dân phải làm cái gì, học tập ở cái tranh cái gì. Tất cả từ công việc nhỏ nhất cho đến việc to nhất thì mình chú ý, mình làm cho thận trọng, cố gắng phải làm cho đẹp để phục vụ được nhân dân, đông người xem. At 81, Chen Zuichuk is Vietnam's practicing propaganda poster artist. He began drawing during the resistance against the US, responding to a local call for inspiring artwork to promote national freedom. Over six decades, he has diligently created more than 1,000 drafts and 500 posters, ranging from small paper works to large mural paintings. Cái điều tôi thích nhất tranh cờ đỏ này là một nó được tuyên truyền đến sâu rộng. Thí dụ tôi nói cái năm 65 là Mỹ đánh phá miền Bắc, thì lúc đó là tôi đã đến tận nơi phi công rơi phát, tôi đến tận nơi tôi vẽ, chỉ nói chung chung và viết mấy câu này, nó không trực quan bằng cái mình vẽ được như thế, nó có sức thuyết phục cao, sức tuyên truyền lớn. Tranh cổ động xuất hiện ở Việt Nam cùng với quá trình thuộc địa hóa của người Pháp. Lúc đó cái công cụ là tranh cổ động, nó là một cái phương tiện truyền thông hữu hiệu nhất. Chúng ta biết là phương tiện truyền hình lúc đó là chưa có, truyền thanh thì có rồi nhưng mà nó rất là hạn chế. Khi nhìn vào tranh cổ động của Việt Nam, người ta nhận ra ngay đấy là lịch sử của Việt Nam, đấy là Việt Nam. Mỗi giai đoạn nó sẽ có một cái đặc trưng riêng và cái đặc trưng đó nó phản ánh cả một cái thời kỳ lịch sử của cả một đất nước, của cả một dân tộc. Using diverse compositions, colors and perspectives, artists brought their unique voices to the paintings, bringing the audience on a journey back through time to the historic day of the capital's liberation 70 years ago. Đón giải phóng về thì tất cả đứng nhân dân đứng ngay bên đường rất là hồ hởi, cầm cờ, mang hoa để tặng các đồng chí bộ đội. Nếu đưa vào tranh lấy cái gì là cái cần thiết nhất thì tôi mới vẽ là trong lúc đón thì một đồng chí bộ đội đứng thì có một bà mẹ và cụ già đến bá vai ôm và cho vé tặng hoa, và thiếu nữ cũng là tặng hoa đồng chí bộ đội này, thì coi như đấy là cái tình cảm quân dân, nhân dân đến đón các anh bộ đội Cụ Hồ về tiến về giải phóng thủ đô. Mình chọn là cửa sổ, một cái ô cửa sổ gợi lại cái ngày hào hùng đó khi đoàn quân tiến về thủ đô, gọi là ô cửa sổ hạnh phúc, có những con chim đứng đậu ở trên đó, họ nhìn ngắm một cái thành phố hòa bình. These vibrant visual narratives extend beyond historical depiction. Today, propaganda posters remain a powerful art form, showcasing the rich tapestry of our nation's culture. Đấy là những nét văn hóa của Việt Nam. Nó bao gồm cái việc sử dụng những cái hình tượng mà nó đã đi vào cái ký ức văn hóa và cái nhận thức văn hóa của người Việt. Ví dụ như là sử dụng hình tượng hoa sen, hình tượng Hồ Chủ tịch chẳng hạn, hay là sử dụng những cái hoa văn trang trí của dân tộc có trên đình chùa. Thí dụ như là về xây dựng gốm sứ, nếp sống văn hóa, đời sống văn hóa, nâng cao đời sống của nhân dân, cái họp hành ca múa, hội hè, đồng bào dân tộc thì nó nhiều nét để họa sĩ vẽ đó. Ngay được một cái khăn gọi là khăn piêu thì bao nhiêu thứ ở cái khăn đấy đưa vào tranh thì trông tuyệt vời. Tất cả nói về văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Today, propaganda posters remain vibrant and dynamic, with young artists breathing new life into this traditional art form. Khi mà công nghệ thay đổi thì bắt đầu có những hình thức thay đổi, và thay vì in thành những xuất bản phẩm thì họ sử dụng nhiều ở trên những cái phương tiện truyền thông số, đặc biệt là trên Internet. Những cái họa sĩ hiện nay mà sáng tác tranh cổ động bằng những cái hình thức đồ họa hiện đại ấy, chẳng hạn như là hoàn toàn vẽ trên máy tính ấy, thì nó cũng có một cái thẩm mỹ riêng. Ngày hôm nay thì chúng ta có cả một thế giới công cụ rất là nhiều trên hệ thống Internet, hệ thống đồ họa từ Photoshop, Corel, AI, mọi thứ, cả một thế giới cho các bạn trẻ ngày hôm nay sáng tạo. Có thể áp dụng tranh cổ động vào rất nhiều thứ, in tranh cổ động lên áo để mặc, rồi lên các cái túi tốt, rất là nhiều thứ, và tạo ra được một cái tính lan tỏa rất là cao. Tranh cổ động không bao giờ lỗi thời. Điều quan trọng là có họa sĩ đi theo dòng tranh đó không, để duy trì nó hay không thôi.
Ngoài tình yêu dành cho tranh cổ động, mình luôn luôn theo đuổi và đam mê, và rất hy vọng có rất nhiều người trẻ ngày hôm nay có thể cùng theo đuổi cái dòng tranh cổ động đấy. Cao tuổi như tôi cố gắng với những yêu quý cái nghề. Bây giờ chủ yếu là làm được để đóng góp, mà được đóng góp với nhà nước, phục vụ nhân dân. Have you imagined what tuồng, a traditional Vietnamese art form, would look like when performed to electronic beats? That's exactly what choreographer and movement artist Tu Hoàng is showcasing in his latest performance, Facing Infinity, in Hanoi. This show skillfully blends tuồng's traditional elements with electronic music genres to tell stories deeply rooted in Vietnamese cultural beliefs. Join us and Tu Hoàng on this edition of On the Mic as we explore this unique artistic fusion. A minimalist and mystical stage that evokes endless illusions. Tuồng choreography set against an electronic soundtrack. These elements are part of Facing Infinity, a dance production by Project Lin Ngan and movement artist Tu Hoàng. The story follows the journey of the self, a character representing individuals in society during the post-1986 renewal period until the 2000s, an era when individuality blossomed, but also brought increased social isolation. Through a unique fusion of tuồng performance and Vinhaus music, Tu Hoàng and the artists from Lên Ngàn also aim to convey spiritual elements of traditional Vietnamese rituals. Tại sao có thể kết hợp được với tuồng và Vinhaus? Thì Vinhaus ở đây thì phần lớn là cái mà tôi sử dụng nhiều, đó là các cái tuyến tính về nhịp điệu. Sau đó thì với chuyển động thì là các cái bài múa của Vinhaus mà các bạn nhìn thấy rất là phổ thông ở trên đường phố. Khi những cái chất liệu đương đại đó được đặt cùng với những thứ cổ kính, nó gợi nhớ, nó tạo nên một thứ mà chúng ta thể gọi đó là ký ức cộng đồng. Thật may mắn khi chúng ta có một thế hệ trẻ như là Hoàng Anh, như là Tú Hoàng. Các bạn đã vừa có những hiểu biết về sân khấu thế giới, lại được tiếp cận những người có nhiều suy nghĩ, nhiều trăn trở với sân khấu dân tộc như chúng tôi. Và bây giờ quay trở lại với sân khấu dân tộc, các bạn sẽ làm mới nó để tiếp cận với sân khấu thế giới, làm cho các bạn trẻ hiểu hơn, thích thú hơn. Behind the success of this unique production is choreographer and movement artist Tu Hoàng. With over a decade in the arts, he has collaborated with renowned dance companies in the Netherlands, Switzerland, Germany, and Taiwan, and earned many international awards, such as the first place at the 2023 Hanover International Choreography Competition. Facing Infinity serves as Tu Hoàng's triumphant return to Vietnam, breathing a new life into the country's contemporary dance scenes. Xin cảm ơn anh Hoàng Ngọc Tú đã tham gia chương trình trò chuyện với nghệ sĩ của chúng tôi ngày hôm nay. Trước mắt xin được chúc mừng anh và ekip của vở Đối Diện Với Vô Cùng công diễn thành công với cái sự đón nhận rất là nhiệt tình của khán giả ở Hà Nội. Trong vở múa thì anh Tú đã vào nhân vật chính, ở đây là cái tôi, và đã đi khám phá, gặp gỡ bốn vị thần linh ở bốn phương Đông Tây Nam Bắc. Mỗi một người là đại diện cho những cảm xúc, những khía cạnh khác biệt ở trong cuộc sống. Vậy thì từ đâu anh đã phát triển ra được cốt truyện này? Cái nội dung của cả vở lần này thì cốt truyện nó khá là rất là Á Đông. Ví dụ cái tư duy như là trời tròn đất vuông, bốn phương Đông Tây Nam Bắc, thì những cái đấy thì khán giả của Việt Nam cũng như phương Đông nói chung thì họ sẽ thấy cảm giác nó gần gũi hơn. Và đặc biệt là dùng những cái sự gần gũi đó, mình thêm các cái tư duy đương đại về hình ảnh, về chuyển động và về âm thanh, để tạo ra một tác phẩm làm sao mà người xem thấy những cái gì nó tư duy rất là Á Đông, nhưng mà cũng lấy cái cách sắp xếp rất là mới. Anh có chia sẻ là lần này quay trở lại Việt Nam, anh đã dành rất là nhiều thời gian để nghiên cứu những cái yếu tố văn hóa mà mình sẽ đưa vào vở múa. Vậy thì quá trình này đã diễn ra với anh như thế nào? Hội mình chỉ có một tháng thôi, tức là cái thời gian để mình làm ra một vở, cái lượng công việc mà mình phải làm ra để một cái vở hoàn chỉnh nó rất là ít. Nói về cái vở lần này với Đối Diện Với Vô Cùng thì là Tú đầu rồi cũng được đi học thêm các
về tuồng, vừa ở nhà hát tuồng Việt Nam và đi làng Phú Mẫn học bốn phương Đông Tây Nam Bắc, thì Tú sẽ đưa cho mỗi bạn một bộ chuyển động của tuồng, ví dụ như là bộ Long, bộ Hổ và bộ Phất Trần. Những cái bộ đó nó sẽ làm sao là một cái màu chính cho cái phương đó, và từ đó mình phát triển lên theo một cái khung, và sau đó làm sao mình sẽ tìm được ra một cái dòng xây dựng tác phẩm theo một chiều làm sao mình cảm thấy nó hợp lý và người xem có thể cảm thấy dễ chịu nhất. Mình chỉ chọn những cái nào nó mang tính là cốt lõi của từng động tác, từng phần một. Ví dụ như là một cái là truyền thống, một cái là mới, một cái là sân khấu, một cái nó là xã hội về mặt cộng đồng. Tất cả mọi người sẽ thống nhất một cái từ khóa, nó là từ khóa tâm linh. Của tuồng là như nào? Nó là cái tư duy về mặt cha truyền con nối, truyền từ đời này qua đời khác, và mình nhập vai vào các cái nhân vật về lịch sử. Còn Vina House có một cái nó đủ cảm thấy rất thích, nó mang một cái nguồn năng lượng rất là mạnh. Thì bản thân mình là một nghệ sĩ chuyển động, thì khi mình nhìn vào các năng lượng chuyển động đó thì mình cảm thấy rất là hấp dẫn. Thì khi mình đã tìm ra được điểm khác và điểm chung nó, thì bắt đầu mình có thể sắp xếp. Cái khó nhất ở trong nghệ thuật là sao phải biết cách tiết chế, làm sao đi theo chiều tối giảm, làm sao nó vừa có cái mới vừa là cũ mà nó không bị quá tạp. For Tú Hoàng, creating this performance also offered an opportunity to delve deeper into Vietnamese traditional culture. After spending many years abroad, his return to Vietnam and invitation to join the Linh Ngam project ignited a passion in him to thoroughly explore the cultural elements featured in the performance. For over 3 years, Tú Hoàng and the show's artists sought out the wisdom of artisans from the Phú Mẫn Tuồng troupe in Bắc Ninh to faithfully convey the beauty of Tuồng. He hopes this performance will bridge the gap for younger audiences to understand traditional performing arts better and help promote Vietnamese culture internationally. Lần này quay trở lại Việt Nam, vở múa đối diện vô cùng đối với anh Tú giống như một màn chào sân, một cái màn debut với cả nghệ thuật múa của Việt Nam. Vậy thì không biết là lần này khi mà tham gia vào vở múa thì nó có giống như quá trình anh đang tìm hiểu bản thân mình không, tìm hiểu về cội nguồn gốc gác Việt Nam của mình? Đối với Tú, thật sự lần này nó cũng là một cái trải nghiệm cá nhân rất là nhiều, tại vì bản thân Tú thì đi nước ngoài từ rất là trẻ. Thật ra là hồi trẻ không quan tâm lắm đến nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, thì cái quá trình mà khi mình về là Việt Nam thì thật ra là Tú thấy là nghệ thuật của Việt Nam nó quá sức là đa dạng, có 54 dân tộc anh em, những cái truyền thống như tuồng thì nó rất nhiều màu sắc. Bản thân khi mà để làm những về sáng tạo phát triển như Tú bây giờ thì bản thân Tú cũng học được rất là nhiều, tại vì mình cũng hiểu thêm được rất là nhiều về sân khấu của Việt Nam, truyền thống của Việt Nam, và Tú cũng muốn làm sao lấy học được cái tư duy cấu trúc làm một vở của Việt Nam như nào, để làm sao mình áp được cái tư duy sắp xếp của đương đại vào thì nó làm sao nó tổng hòa. Thì đúng là Tú, cái cách sắp xếp của Tú này nó đúng là cái qua con mắt và cái sự trải nghiệm của chính cái bản thân của mình luôn. Là một người đã có rất là nhiều kinh nghiệm làm việc với ekip ở nước ngoài, vậy thì lần này làm việc với ekip Việt Nam và một ekip khá là lớn nữa, anh có trải nghiệm như thế nào? Cái mà mình thích khi mà làm việc Việt Nam ấy, tức là khi các bạn rất là nhiệt tình. Thì khi mà làm việc với ekip trẻ thì các bạn rất là flexible. Rất là flexible về mặt là em có thể làm cái này, em có thể làm cái nọ. Thì các bạn rất là ham học hỏi. Thì những cái sự ham học ở đó nó mang lại một cái tinh thần rất là Việt Nam đối với Tú. Tinh thần Việt Nam tức là mình phải nhanh, mình phải làm được nhiều thứ cùng một lúc, tất cả mọi thứ nó phải kết hợp được với nhau và sự hài hòa, và từ đó mình tiến hóa lên một cái form rất là mới. Thì từ đó là một cái Tú cảm thấy nó là một cái sự hơn. Về bên Lên Ngàn là Tú cảm nhận được là thật ra là rất là cảm ơn. Bản thân Tú nếu mà không có ekip sản xuất và các anh em hỗ trợ xung sau thì khẳng định là không thể nào làm được. Thì đó là một cái là Tú cảm thấy rất là biết ơn và cảm thấy là rất là trân trọng. Sau thành công của vở múa đối diện với vô cùng thì dự định tiếp theo của nghệ sĩ chuyển động Tú Hoàng là gì ạ? Tú thì sắp tới thì khoảng tầm 4 năm tới là mình cũng làm việc với là một biên đạo chính cho một cái nhà hát của bên Hà Lan. Bản thân Tú thì cũng muốn là dành thời gian về Việt Nam nhiều hơn, để làm sao mình khám phá thêm về các cái nghệ thuật dân gian, dân tộc. Mục tiêu của Tú là làm sao mình có thể mang được cái nghệ thuật Việt Nam và vươn ra nước ngoài với một cái chất lượng nhất định, làm sao mình có thể tự hào nó, mình mang đi nó và giới thiệu cái văn hóa nghệ thuật Việt Nam cho các bạn thế giới.
Xin cảm ơn anh Tú đã dành thời gian tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và hy vọng là những dự án trong tương lai của anh sẽ tiếp tục được đón nhận không những bởi khán giả ở Việt Nam mà bởi khán giả quốc tế nữa. Xin cảm ơn anh. A Russian woman whose mastery of the Vietnamese language and culture is so profound that she now teaches it to her Vietnamese spouse. A Mozambican student who got a first prize in a competition on defending the party's ideological foundation organized by the Hanoi Party Committee. These individuals are more than just passionate about Vietnamese culture. They are ambassadors who are promoting Vietnam's image in their own ways. In today's Connecting Cultures, let's meet young foreigners who have not only blended into local culture, but also see it as motivation for personal development. Đỗ. 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 Sao mà? Ố nữa. Thật đấy. Em nói lại đi. Đỗ. Đỗ. Videos of a Russian woman teaching Vietnamese to her Vietnamese husband on TikTok have attracted tens of thousands of views and shares. Married for nearly 5 years, Lilia Kholodova, whose father is Russian and mother is Vietnamese, still has to teach her husband, Sun, whose father is Vietnamese and mother is Russian, to speak Vietnamese and better understand Vietnamese culture. Sau một thời gian khi mà tôi quen với anh Sơn và tôi thấy đi ra ngoài đường mọi người khá là ngạc nhiên về cái việc tôi nói tiếng Việt giỏi hơn anh ý, thì từ đó đã có một cái ý tưởng là với cả anh Sơn sẽ quay TikTok. Thì đến bây giờ có một số từ anh Sơn cũng vẫn rất khó nói, nhiều khi dạy tiếng Việt cho anh ý cũng khá là vất vả. I was very impressed because she was Russian, but spoke Vietnamese like a native. At first, I could only talk to her in Russian. Then I realized that we shared the same love for Vietnam, so we decided to move back to Vietnam. Also a foreigner living in Vietnam, this Mozambican student's most striking impression of the country is not only its culture, but also its heroic history of struggle for national liberation. So I was so fascinated with the Vietnamese history, how people were so resilient and how they fought for their national independence. And I love to see how Vietnam progressed from the 1975 to 2024. We can literally say Vietnam was really poor in 1975, but now it has one of the fastest growing economy in the world. So it's something that is impressive because of the hardworking people that we have in this country. Since integrating into life in Vietnam, he has continued to learn from the country and its people. Despite being an international student, Oriden opted for a curriculum entirely in Vietnamese, tackling core subjects like basic principles of Marxist-Leninism and Ho Chi Minh ideology. These requirements deepened his love for Vietnam. I took a role in a piano movie. It was amazing. But what impressed me a lot is how Vietnamese people are united. They work towards one goal, a unanimous goal. It's like Vietnamese people, they are so altruist people. So this is something that impressed me a lot. I want to be like Vietnamese people, the way they work. And I want to explore these opportunities so that I can develop myself and in the future, my peers and my country. With their unique experience of both Vietnamese and Russian cultures, the couple's videos comparing everyday life in these two countries are always well received by viewers. The couple's stories encourage foreigners to better understand Vietnamese and Russian cultures. Whenever my Belarusian friends come to my house, they are always surprised by the family altar with many fruit offerings. I explained to them that this was the Vietnamese custom of ancestor worship. At first, they just took it down to eat on their own whim, so I had to explain that before eating, they must pray to receive blessings.
phải truyền đạt được cho người Nga những cái truyền thống nguồn gốc của Việt Nam, lịch sử của Việt Nam như thế nào để hiểu được thì họ sẽ có một cái tình yêu dành cho đất nước Việt Nam. Còn ngược lại, tôi sẽ chọn những cái nội dung mà liên quan đến mọi thứ, kể cả ẩm thực, văn hóa, cách dạy con cái, quan điểm về cái đẹp ở bên Nga như thế nào, để làm sao để cho khán giả hiểu được nhiều nhất về đất nước Nga. Additionally, O'Riordan actively shares images of Vietnam on social media, helping many international friends discover a reality that differs significantly from common misconceptions about the country. I always try to capture the culture, the environment of Vietnam and post on my Facebook or Instagram or whatever, so that my friends who are living in Mozambique or wherever, they could see and say, wow, we thought there was a war in Vietnam, but what you're showing us is totally different. Now we have a different idea about Vietnam. So yeah, let us know more about this country, this beautiful country. This is something that I always try to tell to my friends, my peers, and my mates so that they can see and understand. Like, now I'm willing to go to Vietnam to see by my own, with my own eyes, you know, to see how wonderful this country is. And that is the end of our program. If you'd like to catch us online, download the VTV Go app from your Google Play or App Store, or tune in our YouTube channel for more of our program. Don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye for now.